sinh nhật mẹ. Chúc mừng sinh nhật bà nhá. Chỉ là sinh nhật thôi mà, có cái gì đâu mà phải chúc mừng. Rồi nhà cửa bẩn thỉu như thế này, thân già này lại phải dọn. Ôi, mẹ quét nhanh lên, xong rồi vào trong kia nấu cơm đi. Chứ con với bố đói lắm rồi đấy. Bà nhanh nhanh lên đi nhá, tôi không chờ được đâu. Để con giúp mẹ cho nhanh ạ. Lạ nhỉ, ngày sinh nhật của mẹ tổ chức đến như thế này rồi, mặt cứ sưng xỉa lên như nào. Thì ngày sinh nhật mẹ không được nghỉ ngơi, là phải bếp núc rồi dọn dẹp thế này, có ai mà không có chịu cơ chứ. Mày thì biết cái gì, bao năm nay vẫn cứ thế thôi. Mà đáng lẽ ra nhá, là mẹ phải quen với cái việc bếp núc này, nội trợ rồi là mấy cái chuyện phụ nữ rồi. Mà thôi, tí nữa là hết giận ngày mà, tao mày vào đây làm trận nhỉ. Đi. Trận này hay lắm đây con. Ôi trời ơi, đúng rồi. Trận này đỉnh cao đấy. Phúc ba, ta sẽ thế này. Và rồi mà còn đòi ly hôn. Mà không biết xấu hổ à? Cô đi nhá. Tất cả là tại cô. Cô là dâu con của cái nhà này. Nhiệm vụ của cô ấy là vun vén cho hạnh phúc cho cái gia đình này. Vậy mà cô lôi kéo bà. Để bà ai đòi ly hôn ở cái tuổi U70 thế này à? Hả? Bố bình tĩnh đi ạ. Còn anh nữa nhá. Anh là chồng mà anh không biết dạy vợ à? Hả? Để nó phá hoại hạnh phúc gia đình. Vậy mà anh còn bênh được à? Hả? Nếu là tôi nhá, tôi còn đã thấy mấy vả rồi. Con bất nết. Tất cả những chuyện này là do tôi quyết định. Cho nên là ông có nói gì ấy, thì nói tôi đây này, chứ không liên quan đến ai cả. Quyết quyết cái gì? Trong cái nhà này, người quyết phải là tôi nhá, chứ không phải là bà. Ông càng hành xử như thế này, tôi càng cảm thấy điều mình quyết định hôm nay là không sai. Tôi cả đời đã nhịn nhục sống vì người khác, đến hôm nay thì tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ. Và giờ đây các con nó cũng đã có gia đình riêng, chúng nó trưởng thành cả rồi. Cho nên bây giờ ấy, tôi phải yêu lấy bản thân mình. Bà cái vật vớ vả vớ vẩn, tư duy đầu đường xó chợ, không biết là đâu ra không biết. Bố, đã bao giờ bố suy nghĩ cho mẹ, bố nghĩ là mẹ cần gì chưa ạ? Gớm, bà ta chỉ có suốt ngày cơm nước mới nội trợ thôi, có gì mà phải suy nghĩ lắm. Nếu như bố không coi mẹ là vợ của mình thì chẳng có lý do gì mà mẹ coi bố là một người chồng mà mẹ cần đâu ạ. Thứ mà bố cần chỉ là một người giúp việc không công thôi. Cô, chính cô là người tạo điều kiện cho bà ta đú đởn, quần quần áo áo. Chắc là lại có thằng nào rồi chứ gì? Hả? Bố ơi, không phải như vậy đâu ạ. Còn anh nữa nhá, anh mà không cẩn thận ấy thì là có ngày anh mất vợ đấy. Vậy bố thử nói xem, bố đã và sẽ làm gì để mẹ có thể tiếp tục ở bên cạnh bố, nhẫn nhịn chịu đựng, chăm sóc, phục vụ bố ạ. Ông chính là nguyên nhân đẩy mọi chuyện đi đến bước đường này đấy. Bà ăn xong, dọn dẹp rồi là pha cho tôi ấm trà nhá. Mẹ, mẹ không cần phải dọn dẹp nữa đâu ạ. Dù sao thì mẹ con mình cũng mất công đi chợ, nấu nướng rồi. Bây giờ phải để cho những người đàn ông trong gia đình mình thể hiện tài năng dọn dẹp chứ ạ. Ăn thì cả nhà cùng ăn, bây giờ việc nhà mọi người phải chia sẻ với nhau chứ ạ. Đúng rồi đấy mẹ ạ. Mẹ cứ để đấy, bố con co làm cho. Cái gì? Ở đâu ra cái thói vợ sai chồng làm việc như thế? Thằng Cường, mày để đấy. Chả nhẽ mày định để vợ mày trèo lên đầu lên cổ mà được à? Tao nói mày nghe nhé, mày kém, mày quá kém luôn. Mày có biết là ở nhà anh ấy, chồng ăn xong là vợ phải cun cút ra rửa bát. Mà rửa xong nhá, là phải đem hoa quả cho chồng ăn, chứ không phải đơn giản đâu. Mà cô Trang à, nếu mà rảnh quá không có gì làm ấy, cầm sách vở sang chị dâu chị dạy cho. Dạ, nếu như mà bố và anh không thích dọn dẹp thì bây giờ con sẽ tính theo giá thị trường thôi ạ. 200k một lần, như vậy một tháng 30 ngày là 6 triệu ạ. Ui, cái gì? Hả? Thế mày dám tính toán với cả gia đình nhà chồng như thế à? Cái chuyện rửa bát này có cái gì? Mày làm nháy một cái là xong. Thế mà mày tính 6 triệu bạc một tháng là được rồi. Nếu như chuyện này đơn giản, không có đáng gì,
Vậy tại sao mọi người không làm ạ? Trên đời này đâu ai cho không ai cái gì đâu ạ. Dù sao thì con và mẹ cũng mất công đi chợ, nấu nướng rồi, thì ít nhất là mọi người cũng nên dọn dẹp chứ ạ. Cương, mày dạy lại vợ mày đi nhá. Đấy vợ mày ăn nói bú với anh mày thế à? Em thấy vợ em nói như thế là đúng mà. Anh cứ thế này, bảo sao chị dâu lúc nào cũng mệt mỏi, gia đình thì lục đục. Lục đục là lục đục thế nào? Mày xem, chị dâu mày có bao giờ dám bật anh mày một tiếng không? Gia đình mà không vui vẻ hạnh phúc ấy, thì còn gì là gia đình nữa ạ? Muốn gia đình vui vẻ hạnh phúc thì mình phải tôn trọng, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải là để vợ làm hết như thế đâu ạ. Này 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 này, mày định dạy lời sao đấy à? Hả? Cái nhà ấy là phải có nề nếp gia phong, cái lời tao đã nói ra là phải nghe, hiểu chưa? Thôi các con, nói mãi rồi cũng có thay đổi được gì đâu. Thả coi như không nghe rồi tự mà làm cho nó đỡ đau đầu nhức óc. Mẹ, mẹ cứ để đấy, con làm cho, con làm được mà. Mẹ, mẹ cứ để đấy, anh Cường làm cho ạ. Bình thường ở nhà con đi chợ nấu cơm thì anh Cường sẽ phụ giúp con dọn dẹp hoặc là rửa bát. Thôi, mẹ đi vào trong phòng, con có món quà tặng mẹ. Ôi, mẹ mặc váy này đẹp quá. Từ giờ mẹ phải chịu khó mặc váy nhiều vào. Con sẽ mua thật nhiều váy cho mẹ để mẹ thay đổi nhá. Nhưng mà con ơi, mẹ mẹ mặc váy nó cứ không quen ấy. Đâu, con thấy đẹp mà. Cái gì thế này? Hả? Hả? Tôi là tôi cấm nghe chưa? Không có váy áo gì hết cả nhá. Làm đỏ cái gì? Hả? Bố dừng lại nhá. Sao ông lại làm thế trước mặt con cái chứ? Thế tôi hỏi bà nhá, bà mặc cái váy này mà bà không thấy xấu hổ à? Hả? Ra rồi còn đú đú đợn đợn là thế nào? Bố nói đúng đấy mẹ. Mẹ mặc cái gì nó phù hợp với tuổi tác thôi. Chứ mẹ mặc cái này nhá, bây giờ đi ra ngoài đường ấy, người ta lại bảo là mẹ đi ngoại tình với cặp kèn chết. Anh nặng lời quá rồi đấy. Thế bây giờ phụ nữ cứ mặc đẹp rồi chăm sóc bản thân, đi ra ngoài đường thì sẽ bị vu cho cái tội là ngoại tình, cặp kè với người khác ạ? Con thấy rất là đẹp, con rất thích hình ảnh này của mẹ đấy ạ. Đã là phụ nữ ấy, thì phải biết chăm chút, điệu đà, chăm sóc cho bản thân thì không có gì là sai cả. Nếu mẹ đã muốn ấy, thì mẹ ở phiên bản nào cũng được hết ạ. Khiếp liệt được, cứ như là mấy cái mụ giày đầm ấy. Mà giày đầm thì ít, còn đú đợn, óc ẹo thì nhiều. Thôi, tất cả mọi người đừng nói nữa, mọi người đi ra ngoài đi. Tôi cởi ra, tôi không mặc nữa là được chứ gì. Cảm ơn vì món quà của con, nhưng mẹ nghĩ mình không xứng đáng để nhận nó. Con cầm về đi. Mẹ, mẹ đừng vì những suy nghĩ và lời nói của người khác mà gạt bỏ đi sở thích và mong muốn của mình. Cho dù mẹ không mặc chiếc váy này, mẹ không làm đẹp, mẹ cung phụng, mẹ nhẫn nhịn, thì họ vẫn sẽ nghĩ là mẹ không xứng đáng. Thay vì chờ người khác hiểu và yêu thương mẹ, thì mẹ phải tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Chúng ta không thay đổi vì người khác, chúng ta thay đổi vì chính bản thân của chúng ta. Mẹ ở cái độ tuổi này rồi, mẹ cũng muốn thay đổi cuộc sống, mẹ muốn tuổi mới, mẹ sẽ trở thành một con người khác với phiên bản của chính mình. Mẹ sẽ ly dị với bố chồng của con. Chỉ cần là mẹ hạnh phúc thì dù mẹ quyết định như thế nào, con cũng sẽ ủng hộ ạ. Cảm ơn con. Đúng. Có thế thì mà đã là mình là mày. Thôi được rồi, bà đi đi, bà đi luôn đi. Bà có chân thì bà tự đi, và bà cũng tự về đấy nhá. Thằng này không có khái niệm mà đi đón mà. Ông yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Tôi sẽ đi và không bao giờ quay lại làm phiền ông nữa đâu. Mẹ, mẹ quyết rồi chứ ạ? Mẹ đã quyết rồi. Mẹ mong các con tôn trọng quyết định của mẹ. Cả đời mẹ đã suy nghĩ cho người khác, sống vì người khác. Thế nên bây giờ đưa ra quyết định như thế này, mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm. Thôi, mẹ đi đây. Chào ông, tôi đi.
nó ơi, bà chuẩn bị cơm nước chưa? Tôi đói lắm rồi. Bà nó ơi, bà... Alo, bà nó đây à? Ừ, thế bà định bỏ tôi thật à? Ông đừng như thế mà, ông mạnh mẽ lên. Tôi không thể thiếu bà được. Không ai có thể chết khi sống thiếu ai được. Tôi biết là tôi sai rồi. Quãng thời gian qua, tôi đối xử tệ bạc với bà. Tôi không quan tâm đến cảm xúc của bà. Bà có thể tha lỗi cho tôi được không? Để tôi có cơ hội tôi sửa cái sai của mình, có được không hả bà? Tôi đang rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại của mình. Ông thương tôi thì ông ủng hộ tôi sống tiếp cuộc sống mà bấy lâu nay tôi hằng mong ước đi. Vậy bà bỏ tôi thật? Bà bỏ tôi thật à? Không phải vậy, mà tôi đang đi tìm lại chính bản thân mình. Ông cũng phải sống tốt với bản thân, đừng đối xử tệ bạc với bản thân mình nữa. Có cơ hội, tôi sẽ về thăm ông. Có tiền đấy. Chỗ này cũng vài triệu chứ ít à? Cô ơi, cô mua rau đi. Rau nhà trồng đấy, vừa sạch vừa ngon cô ạ. Rau này bao tiền một mớ đấy? 7.000 một bó. Cô lấy mấy bó? Tôi lấy bó này. Ấy không được. Bó này người ta đặt rồi cô ạ. Bó nào là như bó nào, khách của bà thì lấy bó khác được chứ làm sao. Nhưng mà cô ơi, cái chú này chú thích ăn rau già hơn nên tôi đã nhặt bó riêng cho chú ấy rồi. Cô lấy bó khác đi, đây, bó này cũng ngon và non này. Bà buồn cười nhở, thích lấy bó nào là quỷ của tôi chứ, tôi nhất định là phải lấy cái bó này. Nghe. Thôi được rồi, cô lấy đi vậy. Không có tiền lẻ rồi. Thế là tôi phải trả lại cho cô 13.000 nhỉ? Thôi, không cần phải trả lại đâu. Tôi bo cho bà đấy nhá. Không được cô ơi, cô chờ tôi một tí nữa thôi. Cọc tiền của tôi. Cọc tiền, cô ơi, cọc. Cọc tiền của tôi, mất rồi, cô có nhìn thấy rơi ở quanh đây hay là cô có nhặt được không? Cho tôi xin cô ơi. Cọc tiền nào của bà bị làm sao đấy, bỏ ra. Tôi có thấy công tiền nào đâu, mà vì sao vậy? Cô ơi, cọc tiền đấy rất quan trọng đối với tôi. Đấy là tiền đóng viện phí của con trai tôi đấy. Cô có nhìn thấy nó rơi ở đâu hay là cô nhặt được thì cô cho tôi xin. Bỏ cái bàn tay vào chuyện của bà chứ không cái tay. Tôi nói tôi không thấy rồi, mà bị làm sao đấy hả? Cô cho tôi xin lại đi cô ơi. Này, tôi xin cô đấy. Đấy, nhìn đi, bà nhìn đi, có tiền không? Hả? Không có đúng không? Đã bảo là không có rồi. Hay là ở trong cái túi rau này. Bỏ ra. Điên à hả? Bà trông tôi sang chảnh như thế này mà tôi phải lấy cọc tiền của bà hả? Tôi phải đi lừa cái loại mà bán rau nghèo hèn như bà, tôi thiếu gì tiền? Tôi còn vừa bo cho bà tiền đấy mà quên à? À, tôi biết rồi nhá, tôi biết rồi. Hay bà giả vờ bà mời tôi vào đây mua rau. Tôi
mà dán cảnh bà lừa đảo và vu vạ tôi đúng không? Không phải, tôi không phải là lừa đảo. Làm gì có đứa là lừa đảo mà nó nhận nó lừa đảo đâu. Bà dỡ mặt với tôi à? Bà thích không? Bà dỡ mặt với tôi hả? Bà có tin tôi cho cả cái gút này vào mặt bà không? Bà thích không? Bà thích không? Hả? Nhớ với tôi đấy. Alo, em đây ạ. À, dạ vâng, dạ vâng ạ. Ui dồi, mù à? Tôi xin lỗi cô, đúng là tôi bị mù, thế nên tôi không thấy cô. Thôi rồi, không sao. Cô ơi, cô có thể tìm sợi dây chuyền giúp tôi được không? Tôi sơ ý làm rơi mà mắt tôi không nhìn thấy, thế nên tôi tìm nãy giờ mà chưa được. Rồi mất sợi dây chuyền á? Đúng vậy, sợi dây chuyền 2 chỉ là kỷ vật của mẹ tôi để lại cho tôi. Cô giúp tôi nhá. Sợi dây chuyền 2 chỉ vàng á? Cô ta lại không nhìn thấy. Hôm nay đúng là ngày vía thần tài của mình rồi. Cứ giả vờ tìm xong nói không thấy là xong. Thôi được rồi, để tôi tìm giúp cô. May là cô gặp được người tốt như tôi đây. Vâng vâng, cảm ơn cô. Trời ơi, tìm mãi mà không thấy nhở? Cô đánh rơi lúc nào? Tôi làm rơi từ sáng. Từ lúc đấy tôi cứ ở đây để tìm, có dám đi đâu đâu. Em rơi lúc sáng á? Ôi giời, cô bị làm sao đấy? Thì mất rồi. Ở đây bao nhiêu người qua lại, người ta thấy rồi, người ta lấy hết rồi. À đúng rồi, cô nói cũng đúng. Thôi tôi đi đây, mất hết cả thời gian. Mà khoan đã, cô đứng lại. Gì? Cô nói như vậy thì rất có thể là cô cũng sẽ nhận được sợi dây chuyền của tôi. Xong cô nói là cô không tìm thấy thì sao? Cô nói cái gì đấy hả? Cô trả lại sợi dây chuyền của tôi. Cô ăn cắp dây chuyền của tôi. Cô bị điên à? Bỏ tay tôi ra, tôi không có sợi dây chuyền nào cả. Không, trả dây chuyền cho tôi đi, đấy là kỷ vật của tôi đấy. Cô giấu ở đâu? Dây chuyền của tôi ở đâu? Bỏ ra rồi, một kỷ vật cô giấu ở đâu? Cô giấu dây của tôi à? Trả cho tôi đây. Có chuyện gì mà hai người đối cô nào vậy? Anh... Cô bỏ bạn gái tôi ra đi. Cô ta bị điên đấy. Đây là bạn gái của anh à? Cô ta ăn cắp sợi dây chuyền của tôi. Anh đừng nghe cô ta vu oan cho em. Em chỉ tình cờ đi qua, xong rồi cô ta nói là cô ta bị rơi mất sợi dây chuyền vàng. Em tìm hộ cô ta, nhưng mà em chưa tìm thấy sợi dây chuyền nào cả. Thật đấy. Cô lấy sợi dây chuyền của tôi. Nếu như bây giờ cô nào cô không lấy thì cô cho tôi kiểm tra cô đi. Đúng rồi đấy, kiểm tra thì rất là rõ mà. Được, kiểm tra thì kiểm tra. Nhưng nếu như bạn gái tôi không có sợi dây chuyền nào ấy thì cô phải xin lỗi bạn gái tôi đấy. Cây ngay không sợ chết đứng. Cô cứ kiểm tra đi, làm gì có sợi dây chuyền nào. Đây. Được rồi, để tôi kiểm tra người cô. Sao? Không thấy gì đúng không? Để ta túi xem. Đấy, mọi người thấy nhá, không có gì đúng không? Đấy, mọi người thấy không? Không hề có sợi dây chuyền nào nhá. Đấy, mọi người đã thấy chưa? Trong túi của bạn gái tôi không hề có sợi dây chuyền. Mọi người đã tin bạn gái tôi chưa? Cái này không phải là của cô. Đây là đồ cô đi ăn cắp. Cô bị làm sao vậy? Đây là cọc tiền của tôi. Cô, cô không hề bị mù. Đúng rồi, cô nói cô bị mù. Tại sao cô có thể nhìn thấy tiền mà nhặt? Tôi không hề bị mù. Tôi chỉ giả vờ mù để vạch trần bộ mặt thật của cô ta thôi. Cái này là cô ta đi ăn cắp. Tiền của bác mất hết rồi cháu ơi.
Tiền của bác là sao hả bác? Rõ ràng trước khi cô ấy đến đi mua rau, bác vẫn còn 5 triệu ở đây. Vậy mà loáng một cái không thấy đâu cả. Bác hỏi là cô ấy có nhặt được thì cho bác xin, nếu không thì cho bác cái kiểm tra túi rau thôi. Mà cô ấy không cho thì lại còn đánh bác nữa. Tiền bác ơi, bác có chắc chắn là trước khi cô gái này đến mua rau, tiền của bác vẫn còn không ạ? Bác chắc chắn mà cháu. Bác cuộn tròn cẩn thận 5 triệu để chuẩn bị đi đóng tiền viện phí cho con bác. Vậy mà mất rồi. Bác ơi, thôi bây giờ bác cứ bình tĩnh lại. Nếu như đúng là cô gái đấy lấy tiền của bác thì cháu sẽ mang về cho bác. Bác chờ cháu ở đây nhá. Cháu. Sao đang mất cắp sợi dây chuyền lại chuyển thành mất cắp tiền? Chuyện này là sao? Cô vu oan cho tôi. Đây rõ ràng là tiền của tôi. Tôi biết rồi. Cô bày ra cái vở kịch này để cô bẫy tôi đúng không? Cô đừng có mà chối. Tôi không hề chối. Cô dàn kịch ra để bây giờ tôi mở túi của tôi ra. Nếu mà trong túi của tôi ấy mà có sợi dây chuyền vàng, cô sẽ nói là của cô. Còn nếu mà có tiền thì cô sẽ nhận đây là tiền của cô. Tôi nói đúng chưa? Em nói đúng. Cô dàn kịch ra để lừa đảo, thao túng tâm lý người khác. Đúng là thủ đoạn tinh vi thật đấy. Tôi không hề lừa đảo. Là cô đã ăn cắp số tiền này của bác bán rau ở bên vỉa hè. Tôi làm như thế này chỉ là để giúp bác ấy lấy lại cái số tiền này thôi. Anh đừng nghe cô ta nói. Em không thiếu tiền đến mức mà phải đi lừa đảo tiền cô ta hay là lừa đảo tiền của một bà bán rau nào cả. Lừa đảo như cô ấy thì không thể tha thứ được. Nhất định ngày hôm nay tôi phải đưa cô lên công an. Đi. Không, anh bỏ tôi ra, tôi không đi đâu hết. Bỏ tay cô ấy ra. Cô ấy không phải là lừa đảo. Bác ạ, là bạn gái anh đã lấy cắp số tiền này của bác ấy đấy. Số tiền này bác ấy tích cóp để nộp viện phí cho con trai. Tôi biết rồi. Thì ra hai người chuyên gia thông đồng lừa đảo đúng không? Lừa những người lương thiện tốt bụng như tôi. Nhưng tôi nói cho người biết, tôi không có ngu để các người vu oan đâu. Số tiền là của tôi ra đấy. Cường, con cứ mở cuộn tiền ra rồi con sẽ biết. Cái gì? Con á? Anh Cường, anh là con trai của bà bán rau này á? Đúng vậy, đây là mẹ của anh. Đây cũng là lý do mà mẹ muốn con ký vào một tờ tiền đấy. Mẹ nói mẹ chuẩn bị cho con dâu tương lai một món quà. Là cái này sao ạ? Đúng vậy. Nhưng mẹ không ngờ cô ta lại là một người tham lam và giàu hoạt đến như vậy. Cường, con nên xem lại bạn gái của mình đi. Cường, đây là tiền của mẹ anh mà. Bằng chứng đây là tiền của mẹ anh đã rõ rồi. Em giải thích đi. Ở đây, con này lấy đây. Làm sao? Tôi chỉ tình cờ mua một mớ rau, xong rồi bà ta kẹp tiền vào đấy, tôi biết đâu được. Nếu vậy, tại sao cô không cho bác ấy kiểm tra túi rau? Hay là cô đã biết bên trong túi rau có tiền, cô tham lam, cô muốn lấy, cô không muốn trả lại? Thương, em nói chuyện kiểu gì vậy? Em đang đứng trước mặt mẹ anh đấy. Cái mẹ anh, tôi cũng đích cần cái loại người yêu như anh. Tưởng giàu có, nhiều tiền thế nào, hóa ra là con trai của bà bán rau à? Mà nghèo hèn mà, chia tay. Em chắc chưa? Chắc chứ, tôi thiếu gì đại gia theo đâu. Bye. Thôi, bỏ đi con. Mặc dù chuyện anh chia tay như thế này đúng là chuyện buồn, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì tôi thấy đây là chuyện đáng mừng cho cả anh và bác đấy. Thà đau khổ sớm một chút còn hơn là sau này lấy cô ta về rồi mới biết rõ bản chất thật của cô ta. Lúc đấy còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần đấy. Anh là người có ý chí, có bản lĩnh, thì sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm được một cô gái tốt hơn như thế và yêu thương anh thật lòng. Cố lên nhá. Cảm ơn cô. Tôi xin lỗi nhá, lúc nãy tôi hơi mạnh tay. Không có gì đâu. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của anh tôi cũng sẽ làm như vậy. Thưa bác ơi, chào bác. Cháu có thể về bán hàng đấy ạ. Mà này, sao cháu không tìm việc gì nhàn nhã hơn mà lại đi bán nước vậy? Thật ra cửa hàng nước đây là của mẹ cháu. Hôm nay mẹ cháu bị ốm, thế nên cháu ra bán hàng thay thôi ạ. Cháu là sinh viên đại học mới ra trường, cháu đang nộp hồ sơ. Thôi, cháu về bán hàng đấy ạ. Dạ, chú đây ạ. Alo. Dạ vâng, tôi là Trang đây ạ. Thật ạ? Dạ vâng, tôi sẽ đến đúng giờ ạ.
Tôi cảm ơn ạ. Ai cho cô được phép vào công ty của tôi hả? Tôi sẽ không bao giờ cho cô vào công ty của tôi đâu. Cô... Cô Thương, cô quá đáng rồi thôi. Ai cho cô cái quyền được xé hồ sơ của cô ấy? Vì tôi là nhân viên chính thức của công ty này nên tôi không cho phép cái ứng viên phèn như cô ta vào đây, là mất thời gian của nhân sự. Hơn nữa, tôi và anh chia tay rồi cơ mà nhở. Bớt đeo bám tôi lại đi. Tôi không đến đây để gặp cô. Tôi đến để thông báo cho cô một việc. Đó là cô chính thức bị sa thải. Anh là cái thá gì mà anh đuổi tôi hả? Này, anh ý cũng chỉ là nhân viên mà thôi. Hay là tính không ăn được thì đạp đổ. Đây, đây là quyết định chính thức của chủ tịch Time Group. Cô xem đi. Sao? Cái gì thế này? Sao chủ tịch lại đuổi việc tôi? Tôi có làm gì sai đâu. Mà rõ ràng chủ tịch cũng chưa gặp tôi bao giờ. Không được, tôi phải đi gặp chủ tịch. Cô không cần phải đi đâu hết, vì chủ tịch đến rồi. Tôi chính là chủ tịch Time Group. Chủ tịch á? Cô tin chưa? Anh là con của chủ tịch à? Đúng vậy. Tôi giấu thân phận của mình để làm một nhân viên bình thường, vì tôi muốn đi lên từ những vị trí nhỏ nhất, để sau này làm lãnh đạo tôi thấu hiểu được đời sống của nhân viên. Và cũng chính vì việc đó, tôi đã nhìn ra được bộ mặt thật giả tạo của cô đấy. Nếu như tôi không đóng giả bà già bán rau nghèo khổ thì làm sao mà biết được con người thật của cô tham lam, gian xảo đến như vậy. Em sai rồi, đáng nhẽ em không nên nói như thế với anh. Bác ơi, cháu xin lỗi bác ạ. Đáng nhẽ cháu không nên làm như thế với bác. Bác cho cháu một cơ hội để sửa sai nhá. Anh cho em một cơ hội để làm lại. Anh cô đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở công ty này nữa. Nhìn thấy mặt cô ấy, tôi ghê tởm lắm. Cô tự đi hay là cần hỗ trợ của bảo vệ đây? Cháu tự đi à? Ngủ thế, mặt cổ là màu mốt rồi. Sao rồi? Chắc cháu ngạc nhiên lắm nhỉ? Dạ vâng, cháu ngạc nhiên lắm ạ. Cháu không nghĩ bác là chủ tịch của Ham Group đâu ạ. Bác đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ của cháu. Cháu là một cô gái đã vượt khó vươn lên trong học tập. Cháu có rất nhiều thành tích và kết quả tốt. Cháu lại là một cô gái có nhân cách đạo đức nữa. Bởi vậy bác đã quyết định tuyển chọn cháu về làm thư ký của chủ tịch. Thật ạ? Cháu được làm thư ký của chủ tịch ạ? Đúng vậy. Tập đoàn này bác đã quyết định giao cho con trai của bác, nên bác cần cháu hỗ trợ con trai bác làm tốt vị trí chủ tịch. Cháu cảm ơn bác đã tin tưởng cháu ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho công việc ạ. Thôi được rồi, hai đứa theo mẹ vào trong đi. Mẹ chưa nhìn thấy gì đâu nhá. Của cháu mà. Cháu giả chị ấy 500.000 mà. Chị ơi, chị xem lại giúp em với ạ. Tiền thừa nào của mày ạ? Đây là tiền thù của tao. Vừa lấy trên bàn có hai tờ, một tờ 500 và một tờ 20. Thì 500 ở phía bên chị này, còn bên em chỉ có tờ 20 thôi. Em thử xem có nhầm ở đâu không. Thôi em ơi, con này nó nói dối đấy. Nó bé tí tuổi, nó lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Chị thấy nó cầm tờ 20.000 mà. Kệ nó đi, vớ vả vớ vẩn. Cháu không nói dối mà. Cháu đưa 500.000 mà. Đây là tiền cậu cháu đưa cho cháu để cháu đi mua bánh. Với cả còn là tiền ăn cả tuần của gia đình cháu nữa. Cô trả cho cháu đi. Tờ 20.000 bấy như thế mà tờ 500.000 to như thế kia. Làm sao cháu nhầm được ạ? Cô trả cho cháu đi mà. Ủa ra mày bị làm sao đấy hả? Đây là tiền của tao, mày thích điêu không hả? Đâu gần tao thì rõ ràng đấy là tiền của tao. Bây giờ mày có cơ sở nào mày nói đấy là 500.000 của mày không? À, tao biết rồi nhá. Chắc
chắn là ở nhà bố mẹ mày dạy mày là ra đường, mày phải lừa đảo người ta như thế để mày chiếm tiền đúng không? Nhìn cái loại mày như thế này thì chắc chắn bố mẹ mày cũng ít học, không được dạy dỗ tử tế rồi. Không phải. Chị ơi, chị Minh Oan giúp em đi ạ. Đây là tiền của em mà. Ôi em ơi, không việc gì phải nói nhiều với con này làm gì. Nó định dở trò ăn cắp ăn trộm ra mà. Cô đừng đi, cô đợi cháu tí đã. Chị ơi, ở quán mình có camera đúng không chị? Chỉ cần xem cam là biết tiền của ai ngay mà. Mày cam quyết quyết cái gì hả? Mày có để yên cho người ta bán hàng không? Mày thích không? Mày có bỏ tay tao ra không? Tao vả mày một cái bây giờ đấy. Cô bỏ tay đi. Cô làm cái gì đấy? Định bắt nạt một đứa trẻ con à? Trẻ con gì, con này là con quỷ con thì có ấy. Mày thích ăn cắp tiền của tao nữa không hả? Có chuyện gì đấy? Cháu kể cho cô nghe đi. Rõ ràng là vừa nãy cháu để 500 nghìn, còn cô ấy để tới 20 nghìn. Thế mà cô ấy lấy tiền thừa của cháu. Được rồi, để xem cô có giúp được gì cho cháu không nhá. Ở đây mình có lắp camera không em? Cái này... Cam cái gì? Đó, tôi bận lắm, tôi không có thời gian ở đây đợi các người check cam hay gì đâu nhá. Bây giờ lỡ việc của tôi các người có chịu trách nhiệm không? Cô chờ một chút đi. Em ơi, ở đây mình có camera không? Cái này... quán em là quán vỉa hè, không có camera chị ạ. Mày thế. À, đấy, thấy chưa? Bây giờ lấy cái gì ra để minh oan cho tôi đây hả? Ôi dồi, khổ thế, cơ chứ đã bảo là không ăn trộm ăn cắp rồi cứ nói người ta cơ, bây giờ làm thế nào? Hay bây giờ thế này đi, em cho chị mượn 2 tờ tiền đấy. Vâng đây ạ. Cô có cách nào để chứng minh tờ 500 nghìn này là của cô không? Ví dụ như là đặc điểm nhận dạng. Cô bị điên à? Tiền thì lấy đâu ra là đặc điểm nhận diện? Ai mà để ý tiền? Vậy còn cháu? 19015 là năm số cuối của tờ tiền này á. À, đúng số seri rồi. Cô thì không đọc được số seri của tờ tiền, còn cháu bé thì có. Chứng tỏ tờ tiền này là của cháu bé. Thì biết đâu lúc nãy tôi để tờ tiền này trên bàn, xong rồi nó nhìn thấy, bây giờ nó nhớ lại, nó đọc ra thôi. Hả? Mà rõ ràng cái con này nó nghèo hèn như thế này thì làm gì có chuyện mà nó có nhiều tiền như thế. Tôi thiếu gì tiền mà tôi phải lừa tiền của đứa trẻ rách. Thôi nói nhiều đau đầu quá, mệt mỏi quá. Nói chung đây là tiền của tôi, 480.000 là của tôi nhá, của tôi nhận. Còn mày nhá, cái loại mất dạy, không có giáo dục, mày lừa tiền của tao á, mày cứ đợi đấy, có ngày đấy con ạ. Không phải, đây là tiền của cháu mà. Cậu cháu đưa cháu để cho cháu đi mua bánh mà. Với cả nó còn là tiền ăn cả tuần của gia đình cháu nữa. Cháu không phải là đồ mất dạy, không phải là đồ vô học. Cô trả lại cháu đi. Mặc xác cả mày nhá, mặc xác cậu mày nhá. Cậu mày có nhịn đói đấy là việc của cậu mày nhá. Nói chung đây là tiền của tao, tao không biết. Thế nhá. Ơ này cái cô kia, người đâu mà vô lý thế không biết, bắt nạt một đứa trẻ con. Người em tiền này. Thôi cháu nín đi, cháu đừng khóc nữa. Để cô đưa cho cháu 480.000 để cháu đưa cho cậu nhá. Mà sao cô thấy cháu cứ nhắc đến cậu cháu thế? Cháu sống cùng với cậu à? Bố mẹ cháu đâu? Bố mẹ cháu đi xa rồi ạ. Khổ thân cháu quá, còn nhỏ mà đã phải xa bố mẹ. Cháu cầm lấy 480.000 này về đưa cho cậu nhá. Cô còn đi làm, cô còn kiếm ra tiền. Cháu ở cùng với cậu như vậy phải nghe lời cậu đấy. Lần sau đi ra ngoài nhớ chú ý cẩn thận hơn. Bây giờ cô phải đi rồi, cô sắp muộn giờ rồi. Cháu chào cô, cháu cảm ơn cô ạ. Ôi, mất có 20.000 mà được hẳn 480.000. Hôm nay lộc thế chứ lị. Chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ may mắn. Xong rồi. Làm thế nào bây giờ? Còn đây. Mày vào đây, mày đi vào đây hả? Ai cho mày làm vỡ lọ hoa đấy hả? Là cô huých tay làm vỡ mà, cô phải có làm vỡ đâu. Mày thích điều không? Mày thích điều không? Chính mày làm vỡ nhá hả? Mày định chạy đúng không? Mày định chạy xong mày đổ tội cho tao là vỡ lọ hoa hả? Hôm nay mày phải đứng đây. Mày đứng đây, tao bắt mày vụ này nhá. Đứng đây. Cháu không làm vỡ, cô bỏ tay Hiếu ra. Thì
cãi không? Mày cúi xuống, mày dọn hết sạch cho tao, mày cúi xuống. Mày cúi xuống lại. Nhanh lên. Dừng lại đi. Ở đây toàn mảnh vỡ sắc nhọn như thế này. Người lớn đụng vào còn đứt tay. Vậy mà cô bắt một đứa trẻ như này dọn dẹp là sao? Tôi đách cần biết. Đứa là làm vỡ ấy, nó phải dọn cả đền. Cô ơi, cháu không làm vỡ đâu. Là cô ấy làm vỡ, xong đổi thừa cho cháu. Ô, con danh bố láo bố tuyết này. Tao làm vỡ lúc nào mà mày thích điêu không? Hả? Chính mày làm vỡ, xong mày định bỏ chạy, mày thích đổ lỗi cho tao. Chuyện sáng nay tao đã định bỏ qua cho mày rồi. Bây giờ còn đến cái chuyện này nhá, còn danh con mày. Cô dừng lại đi. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Nếu như làm gì sai thì cô nhẹ nhàng nhắc nhở khuyên bảo là được. Tại sao lại dùng những cái lời lẽ thô lỗ như vậy để mắng nhiếc? Rồi lại còn định đánh con bé nữa. Mày mới nói cái gì cơ? Mày bảo ai thô lỗ hả? Tôi nói cô đấy. Chắc gì đã là con bé làm vỡ cái lọ hoa này. Biết đâu là cô làm vỡ cái lọ hoa này, rồi cô đổ lỗi cho con bé thì sao? Mày đây. Mày được lắm. Đã thế, có tiếng, tao cho có miếng luôn. Chúng mày phải cúi xuống dọn hết. Không được có trách. Cúi xuống. Cậu. Cô định làm gì cháu của tôi đấy hả? Cậu á? Thì ra đây là cậu của mày à? Cậu của mày làm lao công. Đúng là cậu cháu y hệt như nhau, phèn như nhau. Đây là cháu ruột của tôi. Có chuyện gì thì cô cứ nói với tôi. Đừng hành hạ đứa bé như thế. Thì cháu của anh làm đổ vỡ cái lọ bình hoa này này. Cậu cháu anh mau dọn hết sạch chỗ này đi. Xong rồi lên công ty báo cáo với họ. Đền đi. Cậu ơi, không phải do cháu làm vỡ đâu. Mà là cô ta làm vỡ mà. Con danh con này mới thích điêu không hả? Mày đừng tưởng có cậu mày ở đây mà tao sợ nhá. Cháu đừng sợ. Cô đúng là vô lý thật đấy. Bây giờ cũng chưa biết rõ sự thật là cô làm vỡ lọ hoa hay là con bé làm vỡ lọ hoa. Vậy mà cô cứ nằng nặc yêu cầu cậu cháu nhà họ phải chịu trách nhiệm là sao? Con danh con này, mày là cái thá gì mà mày thích lo chuyện bao đồng nhở? Thích xíu chuyện tao không? Tưởng thế nào cũng chỉ vào đây để xin việc thôi mà. Thế mà dám đứng ra để bênh vực cái bọn này á hả? Chẳng phải cô cũng đến đây để xin việc hay sao? Cô có quyền gì mà hạch sách mà bắt lỗi cháu bé này? Đấy không phải là việc của cô. Hay là cô có tật thế nên giật mình? Bọn mày được lắm. Chúng mày thích thông đồng với nhau compat tao đúng không hả? Này, tôi thấy cô cũng xinh xắn hiền lành đấy. Thế sao cô nói thô tục thế hả? Cướp mày tao rồi tay tay chỉ trò như thế mà được à? Cái thứ lao công như mày dám lên mặt dạy đời tao về việc lịch sự á? Mày cứ đợi đấy, đến khi tao vào đây làm việc rồi tao cho mày ra bã. Cũng chưa biết là có được vào công ty làm hay không. Cho dù anh ấy là lao công thì cô cũng đâu có quyền lên giọng rồi coi thường người khác như thế. Ăn nói cho cẩn thận vào, có ngày vạ miệng đấy. Chúng mày được á? Nhá, chúng mày được lắm. Chúng mày cứ đợi đấy, tao đất sợ đâu. Còn mày, mày làm vỡ thì mày phải chịu trách nhiệm nhá. Còn cả mày nữa, mày là cậu của nó. Mà mày để nó chạy chơi lung tung, làm vỡ lọ hoa. Mày cũng phải chịu trách nhiệm. Chắc là cháu bé chỉ sơ ý làm rơi vỡ cái lọ hoa thôi. Anh đừng trách mắng, kẻo tội cháu bé lắm. Để tôi dọn dẹp giúp anh. À thôi, cô cứ để tôi. Cháu của tôi gây ra thì tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Cô mau đi phỏng vấn đi, không có muộn. Được rồi, vậy thôi, cháu vui lên nhá. Cô đi vào đây. Cảm ơn cô ạ. Hay là nên bỏ cuộc đi. Nhìn cô vừa quê vừa phè thế này, không có cơ hội làm thư ký chủ tịch đâu. Cô không biết là làm thư ký chủ tịch ý, vừa phải xinh xắn, dáng dấp phải ngon, ăn mặc là phải sành điệu à? Có cơ hội hay không, chờ ngã ngũ đã. Cô cô làm cái gì đấy? Trả hồ sơ cho tôi. Thank you.
cái gì đấy? Trả đây. Sao cô lại tô son vào hồ sơ của tôi thế này? Là cô sợ tôi sẽ thắng cô đúng không? Tôi vịt đếch gì phải sợ thua cô. Là tôi muốn cái công ty này bớt thời gian xem cái hồ sơ của cô thôi. Nhìn tôi với cô đã biết khác nhau một trời một vực rồi nhá. Tôi chắc chắn sẽ là thư ký chủ tịch. Ôi giời, cứ tưởng là ba lãnh đạo vào cơ, hóa ra là thằng lão công phèn. Đóng bộ vào trông cũng khác quá nhở. Ơ mày, tao nói mày thích bơ không? Mày điếc à hả? Mày có biết đây là đâu không mà mày được vào phòng để ứng tuyển vị trí thư ký chủ tịch đấy? Cút ra ngoài. Là cô quá đáng trước mà. Tôi chỉ đáp lễ giúp anh ấy thôi. Chúng mày. Chúng mày. Thưa chủ tịch, bé Diêm muốn gặp anh ạ. Cậu Hoàng, cô đi ra ngoài làm việc đi. À. Chủ tịch. Đúng thế. Tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Ham Group. Đồng thời cũng là anh lao công và là cậu của cô bé sáng nay bị cô bắt nạt, ăn quỵt tiền và vu oan cho làm vỡ bình hoa đấy. Cậu ơi, cô ấy là người xấu, cậu đừng tuyển cô ấy làm thư ký cậu nhá. Sao cháu nói bố mẹ cháu đi làm xa, cháu sống cùng với cậu, 500.000 là hai cậu cháu ăn một tuần. Thế mà bây giờ lại thành ra là cháu gái với chủ tịch là sao? Cháu có nói dối đâu ạ. Bố mẹ cháu đi làm ăn xa là đi ra nước ngoài làm ăn đấy ạ. Còn cháu sống với cậu, một tuần ra ngoài ăn một bữa hết 500.000 ạ. Còn đâu về nhà bà ngoại ăn trực ạ. À, tôi chết rồi. Anh ơi, chủ tịch à, em xin lỗi anh. Tại vì sáng nay em tưởng anh là lao công, em không biết anh là chủ tịch. Anh ơi, nhưng mà em không có vụ oan đâu ạ. Thật đấy, anh phải sáng suốt, anh phải tin em. Cậu cảm ơn Diệp vì đã giúp cậu thử lòng ứng viên nhé. Thử lòng ấy ạ? Đúng thế. Chuyện tôi đưa 500.000 cho Diệp đi mua nước ấy là để tôi thử lòng các ứng viên ấy. Nhưng mà thật không ạ, đạo đức của cô không điểm, nhân cách của cô còn dưới không điểm luôn. Còn nữa, trong công ty này rất nhiều camera, ai làm vỡ bình hoa ấy thì camera không biết nói dối đâu. Cô lại còn trốn tránh trách nhiệm, vu oan cho một đứa trẻ như thế à? Anh ơi, em biết là em sai rồi ạ. À. Em sẽ thay đổi ạ. À. Em... Cô là một người lộng hành, chuyên bắt nạt kẻ yếu. Thế sau này, khi cô làm ở đây, chắc chắn là cô sẽ bắt nạt nhân viên cấp dưới, có đúng không? Tôi không thể nhận một người nhân viên như cô trong công ty tôi được. Cô chính thức bị loại. Còn cô? Cô đã vượt qua đầu bài test. Cô là một người tốt bụng, trượng nghĩa và luôn giúp đỡ người yếu. Cho nên là cô chính thức được làm thư ký của chủ tịch. Em cảm ơn chủ tịch ạ. Em sẽ cố gắng hết mình trong công việc. Cô ơi, cậu cháu chưa có người yêu đâu cô ạ. Cháu muốn cô làm vợ của cháu. Tôi có kết quả rồi nhá. Hồ sơ của cô loại. Còn cô được nhận. Tại sao lại như vậy? Anh chưa hề xem hồ sơ của tôi mà tại sao anh lại loại tôi? Hay là anh nhận hối lộ của ứng viên? Này, cô làm cái gì đấy? Hả? Cô đi phỏng vấn mà mang theo phong bì dày nhỉ? Còn cả anh nữa. Anh nhận hối lộ của ứng viên như thế này, hóa ra văn hóa làm việc của công ty này là như thế à? Vậy thì còn bày đặt cho thi tuyển làm cái gì? Này, tôi làm kiểu gì là việc của tôi.
Còn cô là ứng viên, tôi không có quyền lên tiếng. Đi về đi. Tôi không về. Hôm nay tôi phải làm cho rõ ràng mọi chuyện. Nếu không thì tôi không đi đâu hết. Này, cô nên biết thân biết phận đi. Có tiền ý cũng là một loại năng lực đấy. Mà cô đi phỏng vấn, cô ăn mặc cái kiểu gì đây hả? Cô tính vê ván ai? Cô không tôn trọng chỗ làm việc à? Hay cô tính là cô đi cửa sau? Công ty không nhận cô là quá đúng rồi. Công ty chỉ nhận những người như tôi thôi. Rút lui đi. Cô là người khiến cho tôi thành ra như thế này. Mà bây giờ cô lại nói vô trách nhiệm như thế là sao? Con danh này cũng đến phỏng vấn đây. Địch cướp vị trí của mình á? Đừng hòng. Cảm ơn. Ô này chị ơi, đây là cốc nước tôi đã gọi, chị cho tôi xin lại. Ôi, chị ta cũng không trả tiền cho tôi. Cô ơi, cô không biết cô ấy là ai à? Tôi không biết cô ta là ai, nhưng cô ta đến đây mua đồ thì phải xếp hàng, gọi đồ, thanh toán tiền rồi mới được đi chứ. Nói là phỏng vấn như thế thôi, nhưng thực ra là cô ta có ô dù to lắm đấy. Từ hồi thực tập ở công ty, cô ta đã nổi danh lắm rồi. Cô đừng có mà dây vào, cẩn thận, sẽ mang họa vào thân đấy. Tôi không cần biết là cô ta nổi tiếng hay là có ô dù như thế nào, nhưng cô ta không thể tùy tiện lấy đồ của người khác như vậy được. Tôi sẽ lấy lại cốc nước của tôi. Chào chị. Chị có thể vui lòng cho tôi xin lại cốc nước của tôi được không? Nếu như mà lần sau chị muốn gọi nước, chị có thể ra quầy xếp hàng, order đồ, thanh toán rồi hãng đi. Chứ đừng lấy nước của người khác như thế này, kỳ cục lắm. Nhân viên mới à? Hả? Biết tôi là ai không? Đây là cốc nước của tôi. Có ai chứng minh được đây là cốc nước của cô không? Không đúng không? Thế thì đừng có mà ăn không nói có. Trong nội quy công ty đã ghi rất rõ rồi đấy. Đừng để mới đi làm ngày 1 đã bị đuổi vì vi phạm nội quy của công ty. Tôi có nhân chứng. Những người ở quầy có thể làm bằng chứng cho tôi. Đâu? Được rồi. Kể cả là không có nhân chứng, nhưng mà chính tôi là người gọi cốc nước này. Tôi nhớ, tôi gọi một cốc trà chanh, 30% đường, 50% đá. Đúng là cốc này mà. Bây giờ chị có thể gửi lại cốc nước cho tôi được không? Thôi được rồi, nếu mà cô nhất quyết lấy lại nước như thế. Ui, em gái, sao em sơ ý thế? Trời đất ơi, ướt hết sạch rồi, lần sau phải chú ý hơn nhá. Mắt kém quá ấy, thì đeo kính vào, nhìn cho nó kỹ. Thấy người sang trọng ấy, thì phải biết điều, cầm cà phê mà mời, chứ không phải chạy theo mà đòi lại nước như thế. Muốn thăng tiến cho công việc ấy, phải biết luồn cúi, nhớ cho kỹ vào. Cô. Ui. 15 phút nữa đến giờ phỏng vấn, quần áo mình ướt hết như này thì làm sao bây giờ? Không sao, mình phải có cách khắc phục. Chính cô là người khiến tôi đi phỏng vấn muộn để chiếm lấy cái vị trí này. Thật ra chính cô mới là người lươn lẹo dùng mánh khóe đấy. Thôi, tôi không cần biết các cô làm gì, ai đúng ai sai. Bây giờ về hết cho tôi. Tôi không về. Tôi không phục. Cô để hay nhỉ? Nhẹ nhàng lại không thích, lại thích dùng vũ lực đúng không? Được. Bảo vệ đâu? Bảo vệ. Có chuyện gì mà Mỹ thế? Chủ tịch ạ. Anh ơi, em đang phỏng vấn ứng viên. Em đã tìm ra được người đạt đủ tiêu chí rồi. Thế nhưng mà có cô này nhất định là cô không đồng ý với kết quả. Vẫn cứ ăn vạ ở đây anh ạ. Anh là chủ tịch của công ty này ạ? Vậy thì tôi nghĩ là anh cần phải xem xét lại nhân viên của mình đấy. Anh ấy là người phỏng vấn mà lại nhận hối lộ của ứng viên. Đã vậy, anh ta chưa hề xem hồ sơ của tôi mà anh đã loại bỏ tôi rồi. Này, cô đừng có ăn nói linh tinh nhá. Thưa chủ tịch, cô ta không ăn được, thế nên là đạp đổ đấy ạ. Để anh xem, đi phỏng vấn này, ăn mặc này, hở vai hở lưng, như này làm sao chấp nhận được anh. Cô đưa hồ sơ của cô cho tôi xem. Hồ sơ tốt như thế này sao lại bị loại nhỉ? Với cả tôi thấy bộ quần áo mà cô đang mặc ấy rất là ấn tượng và rất sáng tạo. Công ty chúng tôi rất cần những người như cô đấy. Cô được nhận. Anh ơi, thế còn ứng viên của em thì sao ạ? Thì tuyển cả hai đi. Cho hai người cùng thử việc một lúc,
ai tốt hơn thì giữ người ấy lại. Cảm ơn anh, em sẽ làm việc chăm chỉ ạ. Thì anh, sao anh nói cái vị trí đấy là của em cơ mà? Em cứ bình tĩnh, việc đâu nó còn có đấy. Có anh ở đây chống lưng cho em cơ mà. Em sợ cái gì? Thế thì tất cả trông cậy vào anh đấy. Em yên tâm. Kinh nhỏ, đi ô tô đi làm cái đấy. Ô tô của ai đấy? Xe của bố em ạ. Hôm nay trời mưa, thế nên bố em bảo cứ lấy xe mà đi. À, bố cơ? Bố nào đấy? Bố Đường à? Bố đẻ ạ. Mà không biết là có chuyện gì ạ? Em thấy chị có vẻ khó chịu với em. À không, chị thấy nhà em giàu chị vui cho em thôi. Thế chắc là đi làm cũng vì đam mê thôi nhở, không phải vì tiền đâu. Thế thì mời mọi người một chầu trà sữa đi. Dù sao cũng là ngày đầu đi làm mà. Mọi người ơi, uống trà sữa gì Trang mời này. Dạ vâng, em mời mọi người trà sữa cũng được ạ. Để em đi mua. Này, ta bảo con kia ấy đang được bao nuôi đấy. Một ông già. Sao chị biết ạ? Sao lại không biết? Hôm nào đi ô tô đến đấy. Mà còn là nhá, dòng xe gầm thấp. Dòng xe đấy mấy ông già hay đi cực. Hơn nữa, mày để ý cái màu son nó đánh đi. Màu hồng cánh sen. Rồi chuẩn gu mấy ông già luôn. Mà đi làm ở đây vài cọc vài đồng. Thế nhưng mà toàn thấy nó dùng đồ hiệu. Mà nhá, tao xem qua CV của nó rồi. Nếu mà nhà giàu ấy, không bao giờ nó đi học mấy cái trường đại học làng nhàng như thế cả. Nó toàn đi du học hay là học trường quốc tế thôi. Thế nên con này chắc chắn được bao nuôi. Chị tin ý ra đấy. Chuyện mà truyền lời của tao, không được phép đứa nào chơi với nó hay giúp đỡ nó. Phải tẩy chay nó. Đứa nào ấy mà làm trái lời của tao là đứa tiếp theo bị đì. Biết chưa? Vâng. Em mời các anh chị uống nước ạ. Em mời anh ạ. Mình thật đấy. Ma cũ bắt nạt ma mới đã đành. Đằng này ma mới bị ma mới bắt nạt. Cái gì ở đây nhỉ? Sao ai mà to gan thế? Vào cả phòng họp để làm cái chuyện này. Là đôi giày của bà Thương mà. Từ từ anh. Sao nữa? Thế bao giờ anh bị bỏ vội để lấy em? Thế cứ từ từ đã. Em cứ làm tốt công việc của mình đi. Anh làm giám đốc. Bây giờ làm sao mà anh bỏ vợ luôn được không? Em cứ giúp anh khai khống một số giấy tờ nữa. Đến khi mà anh thành công, anh nghỉ việc ở đây thì anh sẽ cưới em. Giám đốc làm không giấy tờ như vậy là anh nghe tiếng gì không? Chuông điện thoại của anh à? Hả? Không, điện thoại của anh đây mà. Dưới cái bàn. Em kiểm tra. Anh tìm bọn em ạ? Sao anh không gọi điện? Bọn em đang họp riêng một chút ạ.
gọi điện qua anh em mày đâu. Vào phòng họp của tôi đi, có việc gấp. May quá, suýt nữa thì toi. Bí mật này đúng là động trời mà. Hồ sơ này sai. Tại sao các cô còn nộp đến đây làm gì hả? À, anh ơi, là cô Trang anh ạ. Mới vào xong rồi chảnh mảng, làm sai anh ạ. Em không hề chảnh mảng, phần việc của em không hề làm sai. Tại sao chị lại đổ lỗi cho em như vậy? Thưa chủ tịch, tôi có để ý thấy rồi. Năng lực của cô Trang không tốt, không đủ để làm việc ở trong công ty. Đã thế còn hay chảnh mảng, làm rất là lơ đãng. Mà bây giờ cũng hết một tháng thử việc rồi, tôi nghĩ là chủ tịch nên đuổi việc cô Trang đi. Đúng vậy ạ. Không những thế, cô Trang đây còn có dấu hiệu suy đồi đạo đức. Rất nhiều đồng nghiệp đã phản ánh lên là cô ta cặp kè với người lớn tuổi. Không ai muốn làm đồng nghiệp với loại người như vậy. Mình rất mong anh đuổi việc cô Trang ạ. Hồ sơ này là do chị trách không kỹ, chị đổ lỗi cho em là sao? Hơn nữa, cũng không hề có tin đồn nào về cái việc em cặp kè với người lớn tuổi. Mọi tin đồn đều là do chị đưa ra để nhằm hạ bệ em. Thực chất, người cặp kè với người đã có gia đình là chị đấy. Chị cặp kè với giám đốc. Cô đứa nào? Cô thôi đi. Anh, nhưng mà cô ta, em không thể để cho cô ta nói sằng nói bậy về em như thế được. Cô ta hủy hoại thanh danh của em à. Hơn nữa, hai người còn thông đồng với nhau, làm không giấy tờ để biển thủ công quỹ. Này, cô đừng có ăn nói linh tinh nhá. Anh ơi, anh để em dạy lại nhân viên, chứ không thể để nhân viên mà đổ oan cho sếp như này được ạ. Cậu thôi đi, vợ tôi không bao giờ vu khống cho cô cậu đâu. Cái gì? Vợ à? Đây là vợ của tôi. Tôi đã nghi ngờ cậu từ lâu rồi. Cậu cậy chức quyền, ăn đút lót từ nhân viên, không tuyển người tài vào công ty làm việc, mà chỉ tuyển người chạy tiền vào đây để cậu dễ dàng sai khiến, làm khống giấy tờ và rút lõi từ công ty. Tôi chưa đủ bằng chứng, nhưng ngày hôm nay vợ tôi đã thu thập đủ bằng chứng rồi. Tôi đã nộp lên công an. Cậu cứ chờ ngày mà đi tù đi. Anh ơi, anh nghe em nói này. Anh nể tình em làm việc bao nhiêu năm ở công ty. Em thề với anh là em chỉ mới ăn có một tí thôi ạ. Nó không đáng bao nhiêu cả. Mà tất cả là do con này anh ạ. Do cô ta hết. Anh đừng có mà nói láo nhá. Chính anh lôi kéo tôi, anh hứa hẹn với tôi. Anh bảo tôi cứ làm khống lên rồi anh sẽ bỏ vợ theo tôi cơ mà. Bây giờ anh đổ hết lỗi cho tôi à? Nó khốn nạn. Mà im mồm đi. Anh ơi, tất cả là do nó anh ạ. Thôi cậu im đi. Cậu nghĩ là tôi sẽ tin cậu à? Cô ta chỉ là một nhân viên mới vào thôi, làm sao có thể rút lõi công ty mấy chục tỷ được. Còn cậu ấy thì làm giám đốc ở đây mấy năm rồi. Nếu mà truy ra hết ý, thì cậu phải đi tù mấy năm đấy. Tao không đi tù. Tao không muốn đi tù. Em không muốn đi tù đâu. Này, đứng đây. Em có phải là công an đâu mà định đuổi theo bắt người ta? Ở dưới tòa nhà có bảo vệ mà. Cô ta đúng là xấu xa mà, nghĩ ra đủ mọi trò để chơi em. Cũng may em bản lĩnh chống trả được và còn lập công lớn cho công ty đấy. Anh mà không xuất hiện kịp thời thì mấy lần em suýt bị phát hiện rồi đấy. Chứ không phải là tại anh gọi điện cho em thế nên em suýt nữa bị lộ à? Chị, tại vì anh lo lắng, nhỡ đâu em xảy ra chuyện gì thì sao, nên anh mới gọi điện đấy chứ. Nhưng mà nhá, lần này em lập công lớn cho công ty, anh phải thưởng cho em hậu hĩnh đấy. Thưởng á? Thưởng cái gì được bây giờ nhỉ? Cái công ty này là của em, anh cũng chỉ đi làm thuê cho em thôi mà. Bây giờ anh thưởng gì cho em được nhỉ? Ủa, nghe cũng đúng.